Mang đi làm hay đi làm chú rể hả em? Chụp hình. Chụp hình hả? Chụp hình mà chụp hình gì? Chụp hình chú rể hay chụp hình gì? Chụp hình cưới. Em mang xe máy chắc 39-40 à. Ờ, để lấy ghế cho em thử. Trời trời. Đứng giữa đường. Không, dắt cô dâu ra mua giày luôn. Ở đây chỉ có giày cô dâu nữa nè. Mấy đôi giới cho em thử luôn xin. Em nay nhiêu tuổi? 26 tuổi không? 28 hả? Vậy đó cũng xê xích đó ha. Trẻ quá chừng luôn. Dạ, già tuổi này là lấy vợ là quá chuẩn luôn á. Ế quá. Chưa ế đâu, ba mấy tao mới ế. Mà giờ ba mấy cũng chưa là ế nữa. Bóp đầy thì không có vợ. Giọng không? Giọng. Giọng. 39 đi. Anh một khác nữa. 39 cái dây nè sự. Có sẵn nè. Dây nè. Nâu đen. Được không? Rồi anh tí. Nó có màu nâu nè, mang màu nâu không? Thử chơi, cái đó chưa lấy đâu. Thời gian chờ đợi anh lấy hàng. Đây lên màu nâu nó sang hơn rồi sao? Anh làm cái bộ phần cái màu cũng xanh đó. Rồi màu nâu nó sang. Mặt vest màu gì? Màu gì ta? Đen quá. Đây đi cũng màu nâu nè. Đẹp á. Vết màu gì ông Sự coi, ông Sự coi vết màu gì ông Sự. Vết sáng đi với màu đầu á. Ừ. Đừng đi với màu đen. Có nhà tôi dắn theo là được hả? Đúng rồi, hên nó chụp bùa vết á. Cái dây này nó em gọt định hình một chỗ thôi. Khi nào mang thì em mới cần nắm em kéo lên thôi, không cần phải tháo ra thôi vô. Được làm đo. Cần thử viên đôi không? Bữa làm đo đám cưới chân là được. Cứ đâu em đây ha, đâu ngồi quay em. Ở đây. Đây rồi. Quay có làm không? Có. Em này quê em ở đâu? Ở Đắk Lắk. Đắk Lắk. Chứ bên này khỏi làm ăn giới hả? Khỏi. Tháo dây ra không? Ừ. Nó dễ vô hơn. Đúng rồi. Có vớ nó trơn. Mà mang cái này em phải mang vớ nó mới lịch sự. Tại giờ thử cho em thử trước thôi. Chứ mà mang này mà không mang vớ kỳ cục lắm. Lắm. Giọng không? Nào. Trái bên phải. Đây là rộng. Vậy là vừa đó, chưa xích trang hết kìa. Em đi thử đi. Anh lấy xuống một size anh mang thử. 38 à. Có 38 thử không? Thử một chiếc đi. Đi nhiều đi ít nha. Đi thoải mái nha. Lan lần sinh dục của già đúng không? Đâu được cưới hai chứ. Thôi là ngày nữa. Ồ, im à. Thằng này. Ngồi quá, ngồi lấy đi. 21 à, em đóng cưới xong em cho thằng này đi. Này là bạn hay là em? Không, cho em bên nhà con gái. Chứ ngày mai không à. Không, chân nó 38, được rồi, 38 nhỏ nhất, chứ đòi ba mấy nữa. Là có 37 mà. Dài 38 nhỏ nhất. Năm nay em cưới vợ, năm sau tới nó cưới vợ. Là truyền qua được rồi. Không chưa đâu. Hả? Anh chơi lắm, chưa đâu. Chưa cưới vợ. Em tầm 24 không? Dạ. Em tầm 24 không? Quán một tháng lợi họ cái nó có rồi nó từ chưa đâu bữa này 600 nha. Cho cái che che em nó cái hộp luôn ra ngoài sự không phải làm cái phụ mà dạ không vẫn chưa có anh ép mua đôi giày này bên đàn gái. Cảm ơn em coi anh lấy đôi giày.
Ừ. Bên đằng gái là sao? Em trai này bên đằng gái. Anh của cô dâu. Anh của cô dâu. Thì anh của cô dâu 24 tuổi, cô dâu 24 tuổi.